Rồi chào tất cả các bạn nha. Ồ, thấy không, gió ghê không? Nhìn dưới đất nè, ướt nhẹp luôn. Bữa nay quất cơn mưa tầm tã luôn bạn ơi. Ở chỗ nào chứ chỗ mình thấy trời mưa là thấy nghĩ tới trời đặt chấm lươn liền à. Nên bữa nay quyết định đem mười mấy chấm lươn đi đặt. 16 cái, 17 cái hư hết cái rồi còn lại 16 cái. Tối lưới xanh ở phía sau á, rồi đại ca Khang mình đặt sao không biết nữa, chỗ cắn banh chạnh chưa. Thấy trời mưa ngon lành quá nên bữa nay mình quyết định mình đi đặt chấm lươn nha. Đây mấy cái chấm lươn, mấy chấm lươn lúc trước mua của lão Điệp xài vẫn ngon lành nha bạn, thơm rồi cũng còn ngon lắm, tủ lưới cũng bá cháy bồ chét luôn. Trời ơi để ca Khang mình gọi thăm chưa có vũ rửa hết trơn. Bữa nay là mình chơi loại mồi thứ thiệt luôn đó, binh tới nái luôn. Nhưng mà trước mắt quay loại mồi thì ra đây quay sơ, bạn nhìn cái này là biết liền, thấy tiện lợi không, sát bên nhà luôn, ra chặt vài phát là thấy có mồi để đặt trong lương rồi đó. Ổ mối bạn ơi, nguyên ổ mối đóng lên cái xài nè, nãy mình giặt mớ rồi đó. Bữa nay là mình đặt mà nào là mối nè, rồi trùng nè, cua nè, ốc nè, rồi thêm chút tỏi nè, trời ơi bình tới nái luôn, hết sỉ còn mà bảy luôn, cho ống dầu chuối với ít ngũ vị hương vô nữa. Mình cũng mới làm xong nữa, nãy giờ quậy quậy đâm đâm làm quá trời quá đất rồi. Ít trùng hổ nữa, nhìn thấy bài mồi mấy con lương này sao cầm lòng sao nổi đây. Bạn thấy mồi thì cũng một phần thôi nha, cái quyết định nó vẫn là chỗ đó có lương rồi chứ, cái mương đó mà mấy bạn nghĩ đi đặt cái khu vườn đó mà không có lương thì bài mồi bình binh cỡ nào cũng không có lương đâu. Bài mồi chỉ là nó dạng kích thích, nó dẫn dụ hơn lương nhanh một chút vậy thôi. Cái quyết định vẫn là chỗ mình đặt là phải có lương, không có lương bây giờ mấy bạn binh bài mồi thằng thánh nào đi chăng nữa cũng thua. Chỗ mình được cái là lương nó nhiều, nhưng mấy gài cũng bào siêu sương rồi mà cũng hên bạn, chỗ mình tương đối lương nhiều đó, đặt lâu lâu đặt hoài có hoài à. Gió hỏi ghê hồn không, chứ mi mưa nữa nè, tao hù nè, thấy chuyển càng cạnh chắc nghi mưa nữa quá. Mong là mình đặt xong tối nay quất cơn mưa nữa ha, thôi sáng mai là cứng ống luôn á. Nổ vô bành sát vô sáng mai không có gì hết, tới chuyện nữa. Nói gì sáng mai thăm là bảo đảm bạn có lương, nhưng mà không biết nhiều hay ít thôi. Chỗ mình thì đặt chút lương nói chung là tự tin hơn bạn ơi. Có đợt rồi ông Khang đặt tàu lao mới lao gì đó, được có mấy con len me. Bây giờ để mình tranh thủ mình vô mồi ha, có gì hẹn các bạn sáng mai nha. Mong sáng mai dở lên chúng nào chúng nấy cứng ống luôn, 90 mà vô cứng luôn là thấy quá đã liền, sướng liền. Rồi giờ tranh thủ vô mồi thôi, có gì hẹn bạn sáng mai nha. Cũng tranh thủ vô mồi đi đặt, sợ mưa quá, thấy hì đùng tới. Chào bạn buổi sáng nha. Hồi sáng sớm này chạy lên sớm ghê không, hồi hôm không có mưa, mình nghĩ hôm mưa nữa chứ. Lúc mình dắt chiều mình đi đặt á, trời ơi trời, vừa đem trúng ra mà thấy mưa là, rồi thêm sấm chớp á, qua mình thấy tuốt tuốt như kia kìa. Vậy nào ấy, có dạng bạn gái vậy không? Có chứ. Thấy đăng Facebook đùng đùng ầm ầm trên Facebook mà. Dạ. Đông trời lỡ đất lắm Facebook luôn mà. Để chừng nào đám cưới? Nhớ mời anh đó nha, không mời anh là buồn lắm á. Rồi luôn. Nhưng qua mình đi đặt á, trời sấm chớp quá trời luôn. Mình tính xuống tuốt dưới kia kìa, khu vườn đó tính ra cũng 2 năm rồi không có đặt, mà mưa quá trời sấm chớp nó, thôi mình cứ nhét vòng vòng sau vườn mình nè. Như có ai mò mà kia mưa mình đợi chích điện như vậy. Mình thấy không dán ai kìa. Đó. Ai. Trời, người chỗ nào cái cỏ hả? Lại tới chấm đầu tiên bạn ơi. Hình như có phì nè. Lưới này hơi dùng. Thử rồi sao? Làm cái ốc rồi. Hình như cũng hơi nặng nặng ra. Hình có bạn ơi, có bạn ơi. Vô. Chúng đầu tiên có hàng rồi. Nặng lắm. Ở đó rồi, trời trời bá luôn nè, nội mẹ ơi. Quá đã luôn, cứ gì chịu nổi. Toàn cái đầu ra luôn. Lụm gạo. Cắt cỏ cho bò ăn hay vậy? Chúng đầu tiên nè. Một ẻm. Chà bá bình luôn, thứ gì chịu nổi nè.
hết sỉ con 17 bạn ơi, quá lợi hại, quá lợi hại. Dạ, cái nó đặt cái nữa. Ủa, cái đầu tiên về ấm hỉnh này. Vậy. Trời ơi, đặt có mười mấy áo mà. Thấy nhìn cũng hơn mà cũng hơi cứng tỏi ăn như tỏi rồi. Vậy là lớn hơn rồi đó. Vậy em là em mới có 40 à. Trời ơi, tưởng đâu em già trước tuổi, gặp anh già dữ vậy. Trời ơi, cái đó mà ra đường ai tưởng đâu 55 chứ xuống cùi liền á. Ừ, em ra đường tưởng đâu là năm mấy không à. Chủng đầu tiên có hàng rồi. Cái mùi chút xiêm của mẹ mình đó ngoài đây nè. Ba buồn luôn. Ủa, chủng đầu tiên hốt con đó bạn thấy phê không? Công nhận chà bá luôn trời. Cái đầu trời dơ đó. Mình thấy cái túi mình như hơi phì phì. Ủa, nhà anh ở đâu? À, hôm qua hôm kia gì em nghe ba em nói như ấy anh kêu vô cắt cỏ giùm gì phải không? Cây lớn không nè. Ủa, cái chỗ nào tao quên. À. À. À, chấm thứ hai. Trả vườn nhà đó, nên giờ này mới thăm chứ không phải vườn lạ bây giờ nó thăm mất tiêu rồi. Làm con chà bá nữa coi. Ốc. Ai có nữa. Mà điều con này cũng giòn giòn à, không bự hung. Hai chúm chạy trơn trời, khả quan quá. Bạn nghe lon ton không? Được được được, con lạnh con lạnh. Chỗ mình gì chứ lương bao bạn ơi, cá không bao chứ lương bao. Đó, hai con luôn. Ờ, thứ gì chịu nổi. Nè, đã ghê không? Điều là lương lẩu. À. Hết sỉ con 17 bạn ơi. Bữa nay màu bén ổng nữa rồi. Cái này mình phải phục thù lại cho đàn gọi ổng khen đặt chất quốc. Ủa này cái ổi gì bà quần khói. Ủa, nghe nói mấy ngày nay ra ổi có giá lắm à. Ở đây lon. À vậy hả? Ủa vậy cứ giá ổi gì là trong vòng mấy tháng là đủ tiền cứ vợ dư sức rồi. Ờ vậy hả? À. Hai chúm hốt hàng hết. Không thứ gì chịu nổi. Thăm hai chúm mà lụm chân thì thấy khả quan. Giác nó phê. Nhất là dính mấy con lươn bự. Ở đây mình có đặt chúm nè, để hồi lại đi. Đằng kia thăm chúm đằng kia trước. Dở chúm lươn mà lên mà dính mấy con bự bự thì bằng dở là nó nặng, nó chì suốt. Mà dở lên có đằng cá ốc. Lụm hàng liền. Còn gặp mấy con lươn giòn giòn mà con đã lắm. Nghĩ ron 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 ton giống như lắc xí ngầu vậy á. Mình đặt cái chúm này nè, mình thăm nó cảm giác hơn là mấy chúm tre với chúm nhựa 60 rồi lúc trước mình đặt mà. Lại này tán con hàng không mẫu hạm của Mỹ kìa. Chuyện qua móc chỗ này từ lừa vui vô. Bợn quá bợn. Bởi vì mình móc từ le chứ. Như có phì à. Cái túi như có phì ta. Nè bạn. Thử coi. Thấy chót nó như có phì vậy. Là vẫn có lương à. Ê, đang lương nè, đang lương nè. Nè, 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 nè. Cái lương nè bạn thấy không? Nè, chị nhột một xuống rồi, lựa vô rồi, vô rồi, vô rồi. Hốt hàng à. Chuyện gì đang xảy ra bạn ơi. Chỗ mình lương đặt bạn thấy mê không? Này bận quá. Đi qua mình vét, tao móc từ lưa dưới vô. Đó đó, nghe 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 đã không? Ồ đó. Đó nghe. Đó 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 đó, đã chưa đã chưa.
bận quá. Tiếp ngọn nước hay xúc rồi. Ồ, cảm giác bảo vệ rồi bạn ơi. Thứ gì chịu nổi đây. Lâu lâu tái sức đơn thân độc mã điên mình chúng. Review bạn coi nè. Ồ, mình bịp nó kêu tùm lum. Cái con mình bịp bên kia. Tốt trên đầu những gáo á. Anh dò lại bạn coi nè. Mình bịp chà bá luôn. Nó nguyên cục đen mà, tốt trên đó. Trên cái đọt gáo á. Đó, ngóc đầu thì thấy ghét không? Hết hồn mềm mịp chứ. Lúc trước mình đặt bẫy mềm mịp á. Dính quá vậy dính luôn. Nhà mình còn mấy cái. Đó, trời cái gì mà. Trời ơi, thống thằng ôm nguyên phú luôn bạn ơi. Thứ gì vậy? Bốn con, hai con lẩu, một con, hai con thả. Ôi, gỡ con này ông nội ơi, nó vô ông nội. Ôi. Quả cứ chặng này rồi bạn ơi, đậm lè đậm lét rồi. Khuôn luôn dần ngính nha. Đã gì đâu, đã coi túi, nguyên một túi luôn. Hả? Cái nào cũng chạy chân luôn. Quá trời chặng này rồi. Nãy giờ thăm ba chấm này thôi là ông nhậu dư sức rồi đó. Để đây đi, đoạn này thăm chúng nữa. Tán còn lương nửa ký ra. Cầm lên nặng chịch, cắm đầu cái mương luôn nè. Ấm bà la xì bùa bà cậu. Lùa lùa lương vô cho con bà cậu ơi. Khui hàng. Sao tuấn sụp lép trời. Không thấy dấu hiệu động tĩnh chưa nè. Sắc còn đâu mất tiêu luôn à. Rồi mà không thấy tuấn khụy ta. Xuống thì chết. Ủa, cái này chết rồi bạn ơi. Bởi vì không thấy nó phì. Dơ quá trời ba của bạn. Chết quớt. Cái điểm này quyền thoại của mình giờ hết quyền thoại rồi. Lúc trước mình đặt cái chỗ đó là lúc nào cũng dính chứ. Bốn ống phản ống. Vô đặt ra thịt chuyên gia mắc cái sắt này không ông khang cũng vậy mỗi lần với lương mừng ông dục thịt sắt nó tiêu hoài bằng con game ba mình ông chồng cây kiển viết gì mà chỗ nào cũng có chứ ông chồng tùm lum á. Đây cái dấn cánh ba cũng đặt nữa nè. Con gì ta? Trời ơi, cóc gì ếch gì tờ lưa dân cá gì nữa. Thử coi. Cái gì nó bọng nước nè. Ếch, con cóc. Ê, con ếch chà bá kìa. Mình thấy nó phóng lên. Lụm hàng rồi, lụm hàng rồi. Hồ cá thằng ơi. Ôn luôn chà bá luôn kìa. Con ếch chà bự nữa. Ếch thằng cóc đang cóc. Ồ, đừng lưa bự kìa. Bạn thấy con lương không? Hơi khó thấy à. Ủa con lương mặn ôi dạng nín nó bự kìa. Để kêu ba mình ra bắt. Bự bằng con lương mình thăm cái trứng đầu tiên á. Này nó bận hơi khó thấy xíu. Nên họ kêu ba mình ra bắt con lương. Hết hồn lương chứ. Bởi vì chúng mình vẫn thấy lương ghê hồn không. Vậy mà đã rồi em. Ông Khang đặt có mấy con. Chuyện qua anh đặt mình dẹt chỗ này nè, mình thấy dưới lăn lứt. Sao đây, sao đây? Dòng ba siêu nở không? Phì coi. Ê, thấy cũng có dấu hiệu phì vậy ta. Tôi lưới này hơi dùng quá. Ở dưới đây sâu dữ lắm. Không thấy phì mà. Thử làm sao? Tôi lưới này nếu có lương cũng khó biết không? Dùng quá. Lên cạo coi. Có con này cũng con giòn à nhảy quá nhảy đó đó bạn nghe nào lâu to lâu to chắc lẩu được con chuột nó ăn nhãn từ lưa hết trơn
ăn tấy xí vậy không? Lon toan lon toan hả mày? Lụm gạo mà liền với lon toan hả? Phải công nhận chỗ mình lương đặt hoài còn hoài luôn á. Chuyện qua trời mưa bởi nhiên ra sau vườn nhắc đại. Ồ, lương lẩu. Còn một lương này mình để nấu lẩu, thứ gì chịu nổi. Lá cách nhức nách, không thứ gì chịu nổi. Còn có mùa công năng đạm đặc thì chắc vũ tới lưới còn thơm, vũ tới lưới cái lũ mũi giật bắt bắt. Ủa nãy giờ chạy quá trời, chỉ con chấm không có thôi. Điên mình nó hơi rối rồi hình chứ. Khang sáng nay không bận rồi. Chuyện qua thì về quê vợ. Thu quá thì sáng đi học nghề. Bởi vì bữa nay tự xử mình. Mường sao mã ông nội mình nè. Cái mương này lương bự nhiều lắm chứ, đặt dính không biết nhiều lần nói. Rồi hôm qua đặt trời mưa lên láng, sáng nay nước lép nước cạn luôn. Mương này mương nước tù, trời mưa nó nước mới có chứ không mưa thôi vài bữa là nó cạn quéo queo. Ủa ngốc bù nè. Sao đây nặng cái cây dở lên cái ốc. Nó nhãn gần phát chơi cứng quá anh hoài, mất thời gian không. Ê, ê có hàng nữa bạn ơi, mình cũng vô giòn không bự không vô giòn chưa, mới quảng cáo nổ luôn này, nái nái không mương này mà sao kỳ vậy. Đó hai con luôn. Con lẩu con thả lưng nuôi bò lên dưới đây còn lẩu đã ha, đã ha. Ủa miếng đường đèn mới đã nè, thịt giòn gùm yêu ngấy. Bữa nay là thăm chúng đường gì quá đạt, tính gà nãy giờ thăm mấy chấm thôi là hơn đại ca Khang mình được rồi đó. 17 chấm làm nên chuyện tới luôn. Bất tài rồi, tài cố lên bất tư bẩn. Cái dán bà con sao đặt chính lương thấy bự lắm. Cái dán ông đằng sau á. Thấy dính lương trọng. Cóc thì vô từ lưa vậy. Hả? Đổ trứng ra đây. Cầm cho nó khỏe hơn. Cái trứng này mà thấy chứ giác nặng bà cô nặng áo 90 mà. Chứ lương vô nhiều quá. Thấy nổ banh xác chưa à. Nãy giờ thăm mấy trứng thôi là hơn anh Khang đặt rồi đó. Dạ. Mới thăm con trứng một không có à. Ông thăm mới thăm giác này vậy. Có gì không? Thấy đèn lồi vậy, không thấy nó lên trên. Ồ cọc thái có sao không trồng, giờ không có bán buôn gì được, bỏ luôn. Đùm đùm cái này mà có chém ớt hay chém guốc ha, quất quát thôi nhực gặt. Ấm ba la xì bùa xa xa, lương khủng lương khủng. Tôi lưới cũng xẹp quá trời á. Mới đầu làm ngon quá sao hai ba chấm này sao thấy nó hiu hiu sao vậy. Lại không thấy tôi lưới phị chứ. Làm con coi thấy cũng hơi nặng không biết sao đây. Ê có vô rồi. Ý, con này cũng được giòn rồi nha, được. Không nhỏ không bự. Có con nhỏ giòn không. Vậy nè. Hử. Chạy đâu cho thoát với anh cưng. Yeah. Ừ cũng được ha. Mừng mở không. Còn nào nữa không. Ôi cua với ốc không.
Con này được nè, con này là vừa ăn luôn. Trắng vậy chứ mà hồi đi vô nhà đổ ra nó đẹp luôn nha. Tính ra khu vực mình bào không biết bao nhiêu mà nói trời, lương còn hoài luôn. Mà không hiểu sao cá lại ít vậy không biết nữa. Chỗ mình là chích điện nó chùm nữa chứ không phải giỡn nha bạn. Dữ lắm luôn á. Cá là mưa thì hơi khó chích xíu. Lương thì khó chích hơn cá. Cái một phần chỗ mình cá ít là do bây giờ người ta làm bề bao á. Đập dưới con mí nước á. Bởi vì cá cũng ít có. Lương này nhờ mấy cái mương của tụi mình lá nhãn rồi nè đó. Quá trời nó rụng. Nhãn trồng không biết nhiêu năm nói. Đứng ra đây trồng nhãn cũng gần 20 năm ít gì. Nó bội dưới á, bởi vì lương nó cứ ngủ. Có hoài. Qua đây là một con khủng khủng ở hàng không mẫu mực của Mỹ á. Mấy mương này nhỏ nhỏ vậy đó cho bạn thấy lợi hại lắm á, không có nước nôi nhiều hung chứ mà lợi hại á. Sao đây? Thấy cái động nước gì vậy đó? Là mình đụng cái mô ong này nó đụng động. Gì trắng trắng ghê ba. Như là cái cùi của cái môn á. Cái mương này bạn thấy này đó, thấy dưới luôn á. Nó không tới gàng tay nước nữa đó. Nhưng mà có lương. Kìa củ môn và bá kìa, hàng gì trắng trắng. Ai làm con hai con rồi, trọng trọng là đừng làm nó mắc mặt mày. Mới quảng cáo mừng có lương đó. Hình như có bà. Có vô rồi vô. Ý sao phản được. Chạy đâu cho thoát chứ Đồng Tháp của tôi. Ủa. Nghe gồ gồ không? Con này cũng được à. Không bự không nhỏ. Rồi lú đầu ra kìa. Ồ cũng được ha. Đó. Gia cưng, một con, hai con, ba con, thánh thằng thiên đụng ơi. Ba con bạn ơi, hai con nuôi con lẩu nè. Nuôi hai con bò nè. Ngoe ngoải ngoe ngoải. Quảng cáo có lương là phải có lương chứ. Vô vô. Hết sĩ con mà bảy lương. Thấy thằng mưa ngẩn cạn lợi hại không? Cái túi này chinh chiến mình cũng 2-3 năm trời. Nó gắt từ đưa lấy gì lông à. Cuột làm cái quai. Khoảng ba mấy gần 40 trúng giống nữa. Mà chuột gọn khen cá để gì sao cắn hư tủ lưới trơn. Nào phải thay tủ lưới mới. Cắn hôm từ lưa chứ. Ủa, cái này giống có phì quá ta. Nè bạn coi nè. Con bự nè. Cái đít cái vòng ba siêu khủng rồi ha. Thấy phì đó. Thấy gợi cảm ra không? Vòng ba lúc nào phải gợi cảm mới được chứ. Cái này dưới gốc cây màu u. Màu u mới rụng nè. Lên sỏ chứ. Đây. Sao nhẹ quá trời trời. Thấy phì sao nhẹ. Có bạn ơi. Có. Bởi thấy phì mà. Cũng giòn giòn à. Không bự không. Còn không nhỏ. Cũng được được. Tạm chút nhặn được. Yeah. Còn một. Còn lẩu. Cho mình đó bạn thấy gì đó là con do nó nghe chứ ở ruộng là cái con lương gì là bự lắm rồi đó. Ở ruộng lương nó không có bự. Chỗ mình á mình cũng định làm cái mô lương xúc kiểu mà hồi xưa đó, xúc mô lương á. Nhưng mà không được. Chỗ mình giấc tối này chích điện lén dữ lắm. Mình làm cái mô lương nó để điện là nó gà cái rồi. Giống như là treo lúa xúc cá mà dinh ở ngoài sông Tiền vậy đó, cũng định gì đó mà chích điện nó chích tối ngày sao chịu nổi. Lựa lại mấy chỗ đó cá nó gom lại á. Là nó điện nó gạn cái xong phim. Cái này dùng qua bận nó kinh khủng bận. Mình moi mình móc. Dưới đây cũng hơi phì thấy sao. Mà trên đây thì nó hơi xẹp. Cái này ghim cái sắt có lệ vậy thôi chứ. Ba cái lá nhãn nó tặng tặng lớp lớp dưới. Ghim nó không có chỗ bám gì hết. Thụng lên thụng xuống. Đây. Ê có nhà có nha. Con này cũng được bạn ơi. Không bự cũng không nhỏ bên chung cũng được. Có sạch sẽ đẹp đẽ ra. Con này cũng được à.
gà cưng đó, lú đầu ra kìa, hai con cái gì kìa. Ừ, thử thử hả, giờ thằng trọng không, trọng không, hai con còn nữa không, tự mồi không. Quá đã, quá đã, lương mình thấy ngõ ha, vỏ chấm lên hơi trắng trắng cái bụng ha, nhưng hồi vô nhà hồi nó đen kỳ cục luôn, giống như cá bóng vậy đó, cá bóng mình đặt lợp cá bóng vậy đó, vỏ lợp lên thấy nó hơi trắng trắng, nhưng mà về nhà cái hồi nó đen thù lùi lên. Ủa bữa nay trúng rồi bạn ơi, anh này còn trúng, cá bụi này đặt bẫy rắn ngon ghê, mình kêu khang lấy cái bẫy rắn ra để con lũi đặt đây hoài không có, cặp theo cái hàng rào ở dưới đó mới nhánh nhãn cỏ nó bò lên đã ghê hồn luôn, nhìn đặt bẫy rắn không có mới đau chứ. Ấm bà la xì bùa bà câu, lưng khủng rồi, lưng khủng rồi. Thấy trên đây nó cũng hơi phì phì nè, không biết sao đây, làm con hàng không mổ mực cái nửa ký lô phê, cảm giác cho tê tái cả người cái. Chỗ này chúng qua mình đặt mình thấy dưới gà tay mình loáng lứt luôn, nó hơi nặng mà không thấy động tĩnh. Ê, được rồi, con này cũng chờ đổ ra, con này cũng được nha. Ủa ngồi nó tông rồi văng lên đây luôn nè. Ủa vô rồi, vô rồi, bữa nay đậm lè đậm lét rồi bạn ơi, thứ bảy giật chịu không nổi đâu, anh cũng lưng ngủ gì mới mê nè. Ai như đợt gọi với đại ca Khang mà thăm buồn ngủ chết, chạy đâu có 4 chấm mà 5 chấm lương nhỏ nhỏ không. Cùi hàng bạn coi nè, đó lũ đuôi ghê ha, quay bên này đi để đẹp trai đẹp gái dễ quay ra. Yeah, ten đó, một cặp luôn nội ơi, thứ gì chịu nổi, cỡ một bạn ơi, khoảng 150 gram con á, hai con này không 300 gram xiền rồi, quá đã xuống 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 manh động kìa, dở lên thấy nặng nặng mà. Quá trời cặp này. Ồ con nó manh động dữ ha, chui ra chui vô vô này đậm lè đậm lét rồi, lâu lâu tái xuất giang hồ điên mình nữa, lụm liền. Bạn thấy chứ làm cái nghề này ha, đánh bắt này ha, làm cái nghề săn bắt ha, câu cá động vậy cũng phải tùy vào người, bạn có tay sát cá thì mới trúng nha, chứ không phải mấy tay mà không sát cá bạn thấy chứ dễ chất quất á, thấy gì cũng có tùy theo người nữa đó, kinh nghiệm cũng một phần thôi, một phần nữa là sự may mắn. Làm cái nghề bà cậu bữa trúng bữa thắt là chuyện bình thường của bên gia mà. Ai trời, mấy nhãn xuồng của bác Sáu để trúng đi, đi ghê con cái lắm. Mình đặt á thì mình hay lựa điểm, chúng qua trời mưa mà sấm chớp mà kiểu mà xét đánh mà còn lựa điểm gì đó, còn gặp ông Khang thôi, trời nắng trời nít diễn vậy ông đặt ông gãi UB 52 không, ông ít lựa điểm lắm mà. Ồ nhìn thấy tô lưới cũng phì quá nè bạn nè. Ủa cái tô lưới mậu đó con nè, chà bá lửa luôn nè. Ủa cái này có xiền rồi, mình đặt chúng lương thường nào giờ thường tô lưới mình nó ít để vô bị phù lắm, kiểu mình đặt xong rồi mình lấy tay mình kéo cho tô lưới xịp xuống á, mới ít khi nào báo đồng giả họ hả, sao khoảng được mình thử. Còn Khang đặt ít khi nào ông ấy cái tô lưới xếp lại đâu, bởi vì khi báo động giả. Ủa ủa con này cũng giòn giòn như hai con phải, thử coi sao, hai con không thấy cũng hơi động tĩnh chứ. Ủa cũng được nè, lẩu con một bạn ơi, ba cái vỏ ốc có vỏ hai con này, đúng là hai con này, bởi vì mất mặt hai con mà, con lẩu con nuôi nuôi đây nè, con lẩu ở đây nè. Sao mà chạy được anh cưng, rồi còn cái cúng cùi nữa, nay lương bự có, lương giòn giòn có, lương nuôi cũng có, thứ gì cũng có hết, chỉ có hàng không mẫu mực của Mỹ khoảng nửa ký thì chưa có thôi. Vậy luôn bác Tài ơi, chấm cuối cùng
mấy chấm lươn nãy anh để đây nè, mấy cái đầu tiên ngon ha, lươn bự bự chạy đều. Đoạn đây làm con trọng trọng nữa cái hồ chót, hồ nước trong còn thấy chấm lươn luôn. Cái này hơi khó biết cái túi lưới vì hồi chót tán con trọng chậm cái ăn. À có hiểu. Ngon lành ngon lành. Ồ con này cũng được nha bạn, không bự mà có không nhỏ đâu, nói chung là được. Dỡ lên hết. Gà cưng ơi, mắc cỡ gì gà đổ hạ gỗ hai con luôn, nội ơi cỡ một luôn. Hai con này cũng 300 gram hơn bạn ơi, bạn gặp kia đó nè, như túi đã không, đúng là quá đã chứ. Ủa, hàng luôn đẹp bà, có da mướt gượt, cái này vô nồi cà ri nó da còn mướt hơn nữa, quá hấp dẫn. Bữa nay trúng đấm lè đấm lét rồi. Bữa nay đại ca Khang mình vô thấy mình là líp dế với mình liền, rồi giờ gom trúng thì vô thôi. Này quá ngon lành. Thì bữa nay khoảng có 2-3 chấm gì, 3 chấm cái gì á. Còn nhiều chảy hết trơn luôn, 17 chấm. Mấy chấm này còn hơi sót lại này chứ thôi là gọi luôn rồi. Đi chùa như 30 cái chấm kia đó. Ông Khang để sao chỗ cắn cái lưới này rồi cắn, nó cắn luôn cái hôm nữa, hôm che này nè. Nó cắn tờ lưa á. Nào có thời gian rảnh nó sửa lại nữa. Bây còn là có 17 chấm mà đặt mấy tháng nay á. Thôi giờ vô thôi. Vô đổ lương cho bạn xem. Bữa nay trúng đậm. Quá trời. Đó. Vô bạn ơi. Bữa nay trúng đậm lè đậm lét luôn. Ủa bò kìa. Còn nguyên cái túi nè. Nhóc chừng mấy trúng đó trúng chạy á. Mấy trúng nào không chạy mình đổ ra trước rồi. Có 4 trúng không chạy. Nhóc hết trơn luôn hôm nay nè. Con trọng trọng không, bự bự. Đó. Cái này hai con luôn rồi. Ừ, hôm vậy mà qua làm quá trời luôn mà không mưa ban ngày. Cái này hai con trứng đén à. Cái mưa mình không nhận đặt chỉ mình lương ghê hồn. Quay con hoài không hết nổi. Đặt hoài con hoài. Cá kiếm con hay con cá không đời. Vô mày. Cái hào này nó hơi nhỏ hay sao nó bò. Cái bự nó cũng cao quá mà sao nó bò ra được. Nó nhám. Kìa bò ra quá trời, trời kìa. Nó bò hết trơn rồi. Cái bự hào thấy bự cao trời. Ra mày. Quá bạn mấy người này mạnh động quá. Ồ đổ mới mấy chấm quá trời. Kìa nó ra nữa kìa. Ủa mày quá rồi. Em bữa nay em bò ngự dân à. Không có xô dụng ba ấy còn bỏ vô luôn chứ còn bò nó quá mất thời gian đó. Con này cũng gạo trọng nè, thôi trời nó cao nó rồng à, nhìn cứ ngắt ở trọng luôn kìa, không chịu gan luôn bự. Ồ ồ ồ nó manh động kìa, ồ luôn nội ơi xứng đáng à. Ôi bò ra nè hả, hồng lương chứ kìa, nó bò ra thêm con nữa kìa, nó bò tùm lum hết trơn đây nữa nè. Thảy vô bò ra, thảy vô bò ra. Nó nhám nhám sao nó bò. Nội bắt luôn bò vô thôi cũng mệt nữa. Cho nó vô, vô chơi. Manh động quá. Cho nó vô bóp đi. Ngoài nó bò quá trời bò. À. Ôi, 4 con 5 con vậy. 3, 4, 5 con luôn. Chấm nó mà 5 con luôn. Im im. Nay thăm chấm lương mà dở tới chấm thấy nặng nặng hơn. Dính liền, nặng nặng liền. Thăm chấm lương vậy mới đã, bữa nào thăm chúng vậy nè, ham. Đi tới nó bò ra là... hoài à. Bò ra nữa hả? Đó. Manh động
Lươn mà ăn mấy con coi coi nó mới ngon, mấy con bự quá nó dai nhắt rồi. Mấy con cái này thịt nó ngọt. Nó mềm á, nó ăn nó ngon. Còn mấy con mà bự bự á, thịt nó dai, cỡ lươn vàng, mấy con vàng vàng á. Ôi, hai con luôn. Hai con cỡ. Ngay vô đậm lè luôn rồi, chúng đậm rồi. Đậm lè đậm lét luôn rồi. Ôi, con đó nó bự kìa, nó ngốc lên. Kìa. Bò ra ngoài. Đổ cái nó tọt ra ngoài. Manh động ngoài. Còn chấm này chấm cuối nè. Ôi, một cặp luôn ha. Ba cháy một chiếc. Nhiều ạ. À. Này cái ngữ gì sức. Anh đặt đâu có nhiều đâu. Trời ơi, đặt 17 ống. Thì nó bò ra nữa kìa. 17 ống nhiều. Vì nó chuột cắn bành hết trơn rồi. Ủa có thật, có nguyên cái sâu lươn. Ừ. Đã thiệt chứ. Vô. 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 Quá trời lươn luôn. Mấy con lươn này lươn 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 nuôi, ngồi thả. Thả dưới đó đó, cái gì đó đó. Ủa quá trời luôn. Đây là hành quả nè. Bên kia thì mấy con lươn nhỏ. Lươn nuôi á, mình để đó ngồi mình thả luôn. Hoa. Nhìn cái sâu lươn đã gì đâu đã ông nội ơi. Con này nè, cái đầu trời giờ thôi. Cái gửi nổi không đây? Chắc được mà. Mấy lươn này nấu lẩu nè, lóc cách nè, xào lăn nè, nấu canh chua hay kho sả ớt nè. Làm được nhiều món, hay là nấu cháo với môn luôn nè. Không thứ gì chịu nổi. Để mình đổ ra căn thử là được nhiêu. Bộn à. Bộn à, bộn à. Thế vậy chứ cũng nặng lắm à. Cái gửi trong đây. Thế nó tiền. Trời ơi, gần 1,8 luôn nội ơi, cái gửi 50, cái 7,50 luôn kìa. Nhưng mà tính hết mấy lần kia là 1,8 dư sức luôn à. Quá đã mà đó, cái gửi gì gần 1,8 luôn ha. Bộn à. Bộn, âm hiểm. Âm hiểm với âm hỉnh. Vô. Quá đã, quá đã. Con lươn bự kìa. Con lươn này mới đã. Hai bò bò lên. Ừ. Con lươn này nãy chúng đầu tiên nè, dở lên nặng chịch. Mấy con nó nhìn nó đẹp thôi. Ừ, nó vàng. Cái ăn nó dai lắm. Ăn dài. Nó già. Lâu lâu mình tái sức là chúng mánh liền. Rồi thôi, sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Để hôm nào kiếm mồi được nước nữa đi đặt nữa. Có 17 chúm thôi mà lợi hại ghê. Rồi chào cả nhà nha, cả nhà clip sau nha. Chào cả nhà các coi. Cái đó đổ xuống mương luôn cũng được mà. Hả?